Xin chào quý vị và các bạn. Ly và Tú là đôi bạn thân gắn liền từ lúc cười truồng tắm mưa cho đến bây giờ. Nhưng tình cảm của họ chỉ dừng lại ở mức trên tình bạn dưới tình yêu. Nhưng liều một ngày Ly có tình cảm nam nữ với Quy, Tú sẽ ra sao? Anh có thông cảm vun vén cho đứa bạn thân của mình hay không? Hay anh sẽ tức giận và phản đối mối quan hệ này? Đó chính là những nội dung chính của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn Ly đi ăn sáng và được mời Free một đĩa thịt lừa to đùng vào sáng sớm. Tú tức giận đùng đùng, tắt sụp điện thoại của con bằng xít và bỏ đi. Chả thèm quan tâm đến những lời giải thích, đến khan cả cổ của cô bản thân đang chạy theo mình phía sau. Không đuổi theo được Tú, Ly ủ rũ quay lại nhà hàng. Vừa bê khay bột ra để nhào bánh thì gặp ngay quả linh tinh ở đâu chạy đến. Cầm khay bột, Linh hất thẳng vào mặt Ly. Nhưng một lần nữa, rùa tai đỏ lại đứng ra đỡ đòn cho Ly. Ly cũng không tránh nổi cú đòn hiểm bất ngờ của Linh mà ngã lăn ra sàn nhà. Rùa tai đỏ vội vã đỡ Ly dậy mà quát cô em gái ngố ngực của mình, bắt Linh xin lỗi Ly. Linh chưa đã cơn giận, nhìn thấy anh trai bị đau tay, cô lại nổi điên. Tổng xỉ vả Ly bằng một màn bắn giáp liên thanh. Ly vừa chớm nở tình cảm với Quy thì như bị dồi cả thùng đá lạnh lên đầu, tủi nhục vì bị Linh chửi mắng, nói cô mồi chài Quy. Ly bật khóc nức nở chạy về đóng chặt cửa phòng, là mẹ Phường cũng chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì mà giải quyết. Khóc một trận chán chê e chê, Ly bốc máy gọi cho em gái Tú để tâm sự. Nhưng Tú tắt máy không thèm nghe. Tú đã quá thất vọng khi bị Ly nói dối. Đó là điều cấm kỵ nhất đối với tình bạn của anh. Anh đã với Ly mà chia tay biết bao nhiêu cô gái, chỉ vì họ không tôn trọng tình bạn khác giới của anh. Anh luôn tôn thờ tình bạn ấy, không cho phép ai được xúc phạm đến tình bạn chân thành của anh. Kể cả bố mẹ hay người yêu, và thậm chí sau này là vợ cũng không ngoại lệ. Vậy mà Ly chỉ vì một kẻ vốn đã chẳng được anh tôn trọng mà đã nói dối anh. Anh không thể tha thứ cho Ly được. Nhưng liệu rằng có vì vậy mà anh đánh mất đi tình bạn mà anh đã vun vén suốt bao nhiêu năm qua? Ly vừa đau khổ về tình bạn, lại còn bị bản thân bo xì nghỉ chơi. Liệu cô sẽ đối diện với cú sốc đầu đời này như thế nào? Mời các bạn cùng đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo vào lúc 21h40 thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên sóng VTV3. Và đừng quên ủng hộ kênh của mình bằng cách đăng ký, ấn vào hình quả chuông bên cạnh để là những người đầu tiên xem video mới nhất của mình nhé. Còn bây giờ xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.